Hai người đẹp Việt Nam lọt vào danh sách đề cử vẻ đẹp vượt thời gian 2022. Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Kim Duyên bất ngờ được chuyên trang sắc đẹp quốc tế Miss Sociology đề cử vào danh sách Timeless Beauty vẻ đẹp vượt thời gian 2022. Theo đó, chuyên trang Miss Sociology mới đây đã công bố danh sách top 67 người đẹp lọt vào đề cử giải thưởng danh tiếng trên. Trong đó có hai đại diện Việt Nam là Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Được biết, danh sách này được cút lại dựa trên việc lựa chọn những người đẹp đã lọt vào vòng bán kết của 3 cuộc thi sắc đẹp. Quy mô quốc tế diễn ra trong năm 2022 gồm top 12 Hoa hậu siêu quốc gia và Hoa hậu trái đất, top 13 Hoa hậu thế giới, top 15 Hoa hậu quốc tế và top 16 Hoa hậu hoàn vũ. Cụ thể, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lọt vào vòng đề cử này vì là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu thế giới 2021 tổ chức ở Puerto Rico. Cuộc thi này khép lại vào đầu năm 2022 với việc người đẹp xứ Thanh lọt vào top 13 chung cuộc. Vì đêm chung kết cuộc thi diễn ra trong năm 2022 nên những người đẹp lọt vào top cao tại sân chơi này vẫn được tính vào danh sách ứng viên cho giải thưởng Timeless Beauty vẻ đẹp vượt thời gian 2022. Trong khi đó, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sinh năm 1995, từng giành danh hiệu Á hậu một Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Thời điểm đó, người đẹp gốc Cần Thơ có sắc vóc và phần trả lời ứng xử còn được đánh giá cao hơn thí sinh giành vương miện Hoa hậu. Tuy nhiên, cô chỉ dừng lại ở danh hiệu Á hậu 1 không lâu sau khi đại diện nhan sắc viện thi Miss Universe, Hoa hậu Hoàn vũ 2021 tại Israel và lọt vào top 16 chung cuộc, Kim Duyên một lần nữa đấm chuông xứ người. Khi tiếp tục được chọn là thí sinh Việt Nam tham gia đấu trường Miss Supranational, Hoa hậu siêu quốc gia 2022 diễn ra ở Ba Lan vào tháng 8 năm 2022 và giành giải Á hậu 2. Trước đó, vào năm 2018, Hoa hậu Hờ Henie trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu vẻ đẹp vượt thời gian sau khi vào top 5 Miss Universe. Hoa hậu Hoàn vũ 2018 nhờ màn trình diễn ấn tượng cùng câu chuyện truyền cảm hứng của mình.